Cấp đổi bằng lái xe B2 cần làm các thủ tục gì? Đối tượng nào được đổi loại bằng này? Để đổi bằng lái xe B2 người dân cần làm gì? Đối tượng nào được đổi loại bằng này? Truyền trang gia đình và xã hội tổng hợp các thông tin liên quan để độc giả tham khảo. Bao nhiêu tuổi thì có thể thi bằng lái xe B2? Căn cứ khoản 1, điều 60 luật giao thông đường bộ 2008 quy định về bằng lái xe B2. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh. Xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự, xe ô tô tải. Máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên. Lái xe hạng B2 kéo rơ móc FB2. Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, lái xe hạng C kéo rơ móc, semi rơ móc, FC. Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, lái xe hạng D kéo rơ móc, FC. Tuổi tối đa của người lái, xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe của người lái xe. Như vậy, người đủ 21 tuổi trở lên có thể thi bằng lái xe B2. Đối tượng nào thì được đổi lại bằng lái xe B2? Điều 37, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi điểm A, khoản 6. Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định, đối tượng được đổi bằng lái xe B2. Tại Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam. B. Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng. C. Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe. D. Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe. D. Người có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành công an, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong công an nhân dân. Nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe. A. Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành công an, cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 1995, bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới. G. Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng. Nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. H. Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng. Nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Người, người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia. Còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Theo đó, những đối tượng trên được đổi giấy phép lái xe, trong đó bao gồm bằng lái xe B2. Đối tượng, trường hợp được cấp giấy phép lái xe mới. Giấy phép lái xe mẫu cũ bằng giấy bìa hay giấy phép lái xe mẫu mới, các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn hoặc bị thay đổi, sai một số thông tin của người có bằng sẽ được cấp và đổi mới sang mẫu mới làm bằng nhựa PET. Giấy phép lái xe cũ nhưng còn thời hạn sử dụng thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không bắt buộc phải đổi. Giấy phép lái xe không thời hạn A1, A2, A3 được khuyến khích người sử dụng thực hiện đổi sang mẫu mới. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, nếu sau thời hạn này bạn mới đổi thì cũng không bị xử lý và không buộc phải thi lại lý thuyết. Khi đổi giấy phép lái xe ô tô thì trong hồ sơ xin cấp đổi phải có giấy khám sức khỏe. Còn nếu chỉ cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn, mô tô hạng A1, A2, A3 thì không cần phải mang giấy khám sức khỏe đi. Người có giấy phép lái xe còn thời hạn hoặc đã quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, kể từ ngày hết hạn vẫn được phép đổi lại giấy phép lái xe.
Nếu bằng lái đã quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm thì bạn phải đi thi sát hạch lại phần lý thuyết thì mới được cấp lại. Nếu quá hạn 1 năm trở lên, chắc chắn phải thi sát hạch lại cả hai phần, lý thuyết và thực hành. Các trường hợp không đổi được giấy phép lái xe mẫu mới. Thứ nhất, giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài, giấy phép lái xe quốc tế, giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định. Bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng. Giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thứ hai, giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe, sổ quản lý. Thứ ba, quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 6 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp. Thứ tư, người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định. Thủ tục đổi lại bằng lái xe B2 như thế nào? Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi khoản 7. Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định về thủ tục đổi bằng lái xe B2. Đối với thủ tục cấp lại, đổi bằng lái xe B2 cần đáp ứng về hồ sơ và lệ phí. Vấn đề hồ sơ thủ tục của việc đổi lại bằng lái xe B2 như sau. Về hồ sơ, thủ tục đổi bằng lái xe B2. Người cần đổi giấy phép lái xe đến trực tiếp địa điểm đổi bằng, chuẩn bị và nộp hồ sơ gồm giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa có đủ điều kiện để cấp, thời gian khám sức khỏe trong vòng khoảng 6 tháng trở lại, trừ những trường hợp đã đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 hoặc tách giấy phép lái xe, xuất trình giấy phép lái xe, nếu còn, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu vẫn còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, đối với người Việt Nam, hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, đối với những người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở bên nước ngoài. Đơn đề nghị đổi hay cấp lại giấy phép lái xe được điền theo mẫu, ghi đầy đủ thông tin và ký tên tại chỗ, không cần phải xác nhận. Hồ sơ thi giấy phép lái xe bản gốc, trong trường hợp bị mất bằng phải làm lại, nếu có thì cầm theo, không bắt buộc. Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ, người đổi bằng được chụp ảnh ngay tại chỗ và thu lại giấy phép lái xe cũ, nếu có, trừ trường hợp giấy phép lái xe do nước ngoài cấp, để cắt góc và giao lại để tự bảo quản. Thời gian đổi giấy phép lái xe không được quá 5 ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật, theo quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Đến đúng ngày hẹn, đến xuất trình căn cước công dân, giấy hẹn và lấy giấy phép lái xe mới. Thủ tục đổi bằng lái xe B2 qua mạng sẽ như thế nào? Bước 1. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/home/dvc/trang/chu.html. Bước 2. Chọn dịch vụ công trực tuyến. Gõ tìm dịch vụ đổi giấy phép lái xe. Bước 3. Xem chi tiết trình tự thực hiện thủ tục để biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Bước 4. Chọn cơ quan thực hiện. Chọn tỉnh, thành phố, chọn sở và click đồng ý. Bước 5. Giao diện sẽ chuyển qua cổng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe đã chọn, sau đó ấn nộp trực tiếp. Bước 6. Hoàn tất thông tin yêu cầu trên trang và nhấn đăng ký. Bước 7. Sau khi hồ sơ được xác nhận lịch hẹn, các bạn chỉ cần theo đúng giờ được hẹn và mang căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đối với người nước ngoài, để đối chiếu và mang theo đầy đủ hồ sơ để thực hiện việc đổi giấy phép lái xe. Lệ phí đổi bằng lái xe B2. Lệ phí cấp đổi các loại bằng lái xe B2 theo mẫu mới là 135.000 đồng. Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bằng. Nếu đổi bằng lái xe ô tô thì sẽ phải đóng thêm lệ phí khám sức khỏe đối với người lái xe, bao gồm xét nghiệm ma túy, 360.000 đồng mỗi người, quy định tại thông tư 02/2017/TT-BIT về mức tối đa, khung giá dịch vụ khám và chữa bệnh. Đổi bằng lái xe B2 ở đâu? Người đổi giấy phép lái xe có thể lựa chọn nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại một trong những địa điểm sau. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông Vận tải nơi đã cấp giấy phép lái xe. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông Vận tải nơi sinh sống, đang ở, làm việc. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nơi sinh sống, đang ở, làm việc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Bằng lái xe B2 quá hạn chưa đổi tham gia giao thông có bị phạt không? Nếu giấy phép lái xe B2 quá hạn mà không đi đổi, cấp lại và khi tham gia giao thông nếu cảnh sát giao thông phát hiện thì có thể sẽ bị xử phạt. Tại điểm C khoản 4, điểm A, khoản 7 điều 21 Nghị định 171/2013, NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013.
quy định việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 6 tháng. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên. Như vậy, người có giấy phép lái xe hạng B2 tới tháng 12 năm 2015 sẽ thực hiện việc chuyển đổi sang vật liệu PET trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nếu quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng thì được xét đổi giấy phép lái xe. Nếu quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng sẽ thực hiện các thủ tục cấp lại giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe đúng quy định, nếu điều khiển xe ô tô tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4, khoản 7 điều 21 Nghị định 171/2013/ND/CP ngày 13 tháng 11 năm 2013.